Xin kính chào quý khán giả đang trở lại với chương trình Xe và Xu hướng được phát sóng trong khung giờ quen thuộc lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được sự đồng hành của MG Việt Nam. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu như thường lệ là chuyên mục thông tin. Chuyên mục thời sự xe điểm lại những sự kiện nổi bật của thị trường xe Việt Nam trong năm 2022. Phần tiếp theo, phần cuối chương trình là chia sẻ của các hãng xe trước thềm năm mới Xuân Quý Mão năm 2023. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, sau các phiên bản 90 và 110 đã có mặt tại Việt Nam, mẫu SUV Defender vừa được Land Rover Việt Nam giới thiệu thêm phiên bản 130 mới. Defender 130 mới là sự bổ sung vào gia đình dòng xe đề hình huyền thoại, mang tới cơ hội phiêu lưu cho 8 người lớn trên 3 hàng ghế rộng rãi, mạnh mẽ, bền bỉ, thách thức mọi giới hạn. Tại Việt Nam, Defender 130 có 5 phiên bản, giá bán từ 5 tỷ 989 triệu đồng. Defender là mẫu SUV huyền thoại, linh hồn của thương hiệu Land Rover dành cho những ai thích phiêu lưu khám phá. Thế hệ thứ hai của mẫu xe này được ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế Frankfurt, Đức vào tháng 9 năm 2019. Ở thế hệ mới, Defender được tái sinh với khả năng xử lý linh hoạt tuyệt đối, cấu trúc thân xe liền khối, độc đáo, khiến mẫu xe này trở nên mạnh mẽ và cứng cáp nhất mà Land Rover từng chế tạo. Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Defender 130 chính thức gia nhập cùng với những phiên bản được đánh giá rất cao là Defender 90 và Defender 110, bổ sung vào gia đình dòng xe đề hình biểu tượng của hãng xe Anh Quốc. Có thể nói Defender 130 là biểu tượng cho những cuộc phiêu lưu, một chiếc xe rộng rãi và sang trọng. Duy nhất trong phân khúc này trên thị trường hiện nay, chiếc xe này cho phép chở tối đa 8 hành khách và tôi nghĩ điều đó rất phù hợp với thị trường Việt Nam. Chủ sở hữu có thể lái xe di chuyển trong phố hoặc có thể đưa gia đình hoặc bạn bè đi du lịch, khám phá những cung đường mới hay lên núi vào những ngày cuối tuần. Với khả năng vượt địa hình của một chiếc SUV, Defender sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ở phiên bản 130 này, chiều dài của Defender đã được kéo dài thêm 340mm phía đuôi xe, giúp gia tăng thêm không gian nội thất cho cả 3 hàng ghế mà không ảnh hưởng đến khả năng vượt mọi địa hình của chiếc xe. Thể tích khoang hành lý tối đa lên đến 2.516 lít. Xe có màu đỏ Sedona mới độc quyền, bên cạnh các tùy chọn gối màu ngoại thất và nội thất, giúp tăng thêm trải nghiệm cho chủ sở hữu. Bên trong xe, các giải pháp chứa đồ và tiện ích hữu ích xuất hiện dành cho mọi khách hàng ngồi trên cả 3 hàng ghế. Điều này giúp Defender 130 có thể thuận tiện hơn cho tất cả hành khách ở từng vị trí ngồi, dễ dàng di chuyển đến hàng ghế thứ 3 dành cho 3 người, với thể tích lên tới 389 lít kể cả khi dựng hàng ghế cuối. Khi không sử dụng, ghế ngồi có thể gập xuống để tạo khoang hành lý lớn, ghế có thể gập theo tỷ lệ 40-20-40 để gia tăng sự tiện dụng. Xe được trang bị tiêu chuẩn các công nghệ kết nối và công nghệ khung gầm mới nhất, bao gồm màn hình cảm ứng BV Pro 11,4 inch mới, có kích thước lớn hơn vốn đã được giới thiệu lần đầu tiên trên phiên bản Defender 90 và 110 V8, giúp sử dụng các chức năng chính của xe một cách tốt hơn thông qua màn hình sắc nét và trực quan. Hành khách có thể tận hưởng không khí trong lành hơn với tính năng làm sạch không khí nâng cao được trang bị tiêu chuẩn trên xe. Bao gồm các động cơ xăng Ingenium 6 xi lanh lai điện nhẹ P300 và P40. Động cơ P300 mang tới sức mạnh và sự êm ái, trang bị động cơ Ingenium 3.0 lít 6 xi lanh và cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 8 giây. Trong khi đó, mạnh mẽ và êm ái, động cơ P40 cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 6,6 giây. Tất cả các xe Defender 130 đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh EAWD của Land Rover và hộp số tự động 8 cấp ZF được trang bị tiêu chuẩn. Kế hoạch của Land Rover Việt Nam trong thời gian tới dành cho Defender 130 là chúng tôi sẽ đảm bảo rằng khách hàng sẽ thích thú khi được lái thử chiếc xe này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào việc mang đến những trải nghiệm cho khách hàng, giúp khách hàng cảm nhận được những khả năng mà chiếc xe này mang lại. Năm 2023, chúng tôi kỳ vọng doanh số của mẫu xe này sẽ vượt mức chúng tôi mong đợi do nhu cầu của khách hàng là khá lớn. Tuy nhiên, như quý vị biết, nguồn cung của mẫu xe này cũng còn hạn chế do tình trạng thiếu linh kiện sản xuất, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng và luôn trong tình trạng sẵn sàng nếu khách hàng đặt mua xe. Limited
yet available. Chúng tôi cũng sẽ mời những chuyên gia huấn luyện lái xe, những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp tại Việt Nam để đào tạo cho nhân viên của Land Rover Việt Nam, để những người này sẽ trở thành những người hướng dẫn có kinh nghiệm, am hiểu về chiếc xe, đồng thời trải nghiệm tất cả những khả năng mà chiếc xe này sở hữu, kết hợp với các chương trình lái và trải nghiệm cho khách hàng. Chúng tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự và cách chúng tôi có thể đảm bảo rằng khách hàng sẽ yêu thích mẫu xe Defender 130 này. Defender 130 mới được Land Rover Việt Nam phân phối với 5 phiên bản, bao gồm các gói trang bị SE, HSE, First Edition và X, đồng thời sẵn sàng nhận đơn đặt hàng tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống đại lý chính hãng và duy nhất Phú Thái Mobility trên toàn quốc. Giá bán các phiên bản cụ thể như sau. Thưa quý vị, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA vừa công bố báo cáo bán hàng trong tháng 12 năm 2022. Theo đó, trong tháng 12, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 35.301 xe, giảm 3% so với tháng 11 năm 2022 và giảm 24% so với tháng 12 năm 2021. Trong số 35.301 xe của toàn thị trường, trong đó có 27.262 xe du lịch, 7.762 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 8%, xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 67% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.666 xe, giảm 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.635 xe, tăng 0,4% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12 năm 2022 tăng 33% so với năm 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 48%, xe thương mại giảm 1,5% và xe chuyên dụng giảm 14% so với năm 2021. Tính đến hết tháng 12 năm 2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 30%, trong khi xe nhập khẩu tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2022, tổng doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam đã đạt doanh số 404.635 xe. Trong đó, mẫu xe Vios của Toyota giữ vị trí số 1 với tổng doanh số năm 2022 đạt 23.529 xe. Đứng vị trí thứ 10 là mẫu xe Kia Seltos với tổng doanh số 12.398 xe trong năm 2022. Sau đây là top 10 mẫu xe có doanh số cao nhất năm 2022 tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với chuyên mục thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay để cùng với chúng tôi tiếp tục trao đổi về câu chuyện thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2022 với những cái sự kiện nổi bật nhất cũng như là những cái vấn đề được rất là nhiều người quan tâm và cũng như là những cái dự báo của chúng tôi về năm 2023 cho thị trường ô tô Việt Nam. Và một lần nữa rất cảm ơn anh Ngô Kỳ Lam đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Cạch Trưởng đã có lời mời. Xin chào khán giả chương trình Xe và Xu hướng. Và thưa quý vị, tiếp tục với những cái sự kiện, những cái dấu ấn của thị trường xe Việt Nam trong năm 2022. Thì tháng 10, cuối tháng 10 năm 2022 có một sự kiện rất là quan trọng của thị trường xe, đó là triển lãm Việt Nam Auto Show đã quay trở lại sau 2 năm dịch phải tạm hoãn. Thì có thể nói thị trường ô tô Việt Nam nó sôi động, nó vui vẻ là nhờ cái Motor Show, đúng không ạ? Bởi vì thị trường Việt Nam thì ô tô Việt Nam thì nó nhỏ thôi, nhưng mà đó là một cái sân chơi. Bởi vì như anh Lam biết thì ở các cái thị trường gần gần Việt Nam mình như Thái Lan chẳng hạn, hoặc là Indonesia, Malaysia vân vân, thì họ đều có những cái triển lãm riêng của mình, và đó là những cái nơi mà có thể nói là họ show up những cái sản phẩm mới nhất của mình hoặc là một cái xu hướng mới của mình. Thì Việt Nam trong những năm vừa qua cũng đã cố gắng duy trì cái triển lãm này. Và tuy nhiên sau 2 năm trở lại thì Việt Nam Motor Show 2022 cũng thiếu, đúng không ạ? Thiếu vắng nhiều thương hiệu. Tuy nhiên nó cũng đã tạo nên một cái sự khởi sắc trở lại cho thị trường xe tại Việt Nam. Hoàn toàn đồng ý với anh Trưởng. Thì
Motor Show thì vẫn là một cái dịp nào đấy rất là được mong đợi của người tiêu dùng Việt Nam về cho cái sản phẩm xe hơi. Bởi vì là ở những cái dịp như vậy thì người ta có một cơ hội để có thể đi xem được một lúc rất là nhiều xe tại một thời điểm, tại một chỗ. Người ta sẽ không mất công nhiều hơn, và đồng thời thì các hãng xe cũng phô diễn hết những cái sản phẩm đẹp nhất của mình, cũng như là để trang trí gian hàng hình của họ một cách là hoành tráng nhất. Thì đó cũng là cái dịp tôi nghĩ là để người tiêu dùng họ có thể mong chờ cho một cái dịp nào đấy để người ta mong chờ để tìm được những cái xe mơ ước chẳng hạn. Thì như đã nói thì sao, đấy là một cái điểm nhấn sau khoảng 2 năm mà đã không tổ chức. Thì như vậy thì từ không phải 2 năm mà tôi nhớ như vậy là phải là 3 năm từ 2019 tới nay. Là đến 2022 mới tổ chức lại đúng không ạ? Thực sự nó là 3 năm nhưng mà nó là 2 kỳ triển lãm. 2 kỳ triển lãm, chúng ta miss 2 kỳ triển lãm ở giữa. Nhưng tuy nhiên thì cái xu hướng của thị trường cũng không phải là chỉ là ở Việt Nam mà tôi nghĩ là ở trên thế giới nữa. Thì các cái hãng xe cũng không quá mặn mà với cả triển lãm, mà chúng ta đều biết là một số hãng xe thậm chí đã rút khỏi một số cái triển lãm lớn ở trên thế giới. Thì tôi nghĩ là cái việc đấy thì cũng sẽ được các hãng xe, các hãng ở Việt Nam họ cân nhắc cái việc tham dự vào triển lãm. Và cũng để thì như đã nói thì ví dụ như lúc nãy trao đổi thì là Mitsubishi cũng không lựa chọn là sẽ ra mắt cái chiếc xe concept của họ riêng, chứ không chọn lựa chọn là ra mắt ở triển lãm xe Motor Show. Thì nhưng mà như đã nói thì tuy nhiên là khách hàng họ vẫn đánh giá cao cái việc mà có một cái triển lãm như Motor Show thì vẫn là một cái dịp để người ta mong chờ. Và hy vọng rằng năm 2023 triển lãm sẽ tiếp tục hoành tráng hơn năm 2022 và thêm nhiều triển lãm, bởi vì theo tôi biết thì những năm trước có cả triển lãm xe máy riêng, rồi triển lãm xe nhập khẩu riêng, triển lãm xe lắp ráp riêng. Và những năm gần đây thì nhập lại luôn là cả xe nhập và xe lắp ráp thành một triển lãm ô tô để cho nó đủ cái độ lớn, nó đủ cái độ phủ của nó hơn. Tuy nhiên cái triển lãm xe máy hoặc là những cái triển lãm về phụ trợ phụ kiện thì nó vẫn cần phải được duy trì để tạo thêm những cái sân chơi cho các cái đơn vị khác. Tôi nhất hoàn toàn đồng ý với vấn đề đấy. Thì là cái triển lãm về xe máy thì tôi nghĩ là các, nếu mà các hãng có một cái dịp nào đấy cùng để nó tạo ra một hiệu ứng chung thì các hãng cũng sẽ rất là muốn để tham dự vào vấn đề đấy. Thì tất nhiên là câu chuyện là các hãng sẽ, tất cả chúng ta là người là kinh doanh thì sẽ phải cân nhắc về chi phí và lợi ích, xem là cái chi phí bỏ ra để tham gia triển lãm nó có cân bằng với cả cái lợi ích mà họ có thể thu về được không. Thường thì trước đây tới giờ thì mọi người vẫn thường có một cái nhận xét là về triển lãm ô tô Việt Nam thì là một cái dịp để bán hàng. Theo tôi nghĩ vấn đề đấy thì cũng không phải là cái vấn đề gì nó quá lớn cả, bởi vì thực sự thì như đã nói thì cái thị trường Việt Nam nó vẫn còn rất là nhỏ, vẫn còn đi sau các cái thị trường khác rất là nhiều. Thì các hãng xe vẫn chưa chọn cái Việt Nam là nơi để có thể giới thiệu và ra mắt những nhiều mẫu xe mới chẳng hạn. Thì tuy nhiên thì rõ ràng là cái việc mà các hãng cũng sẽ tổ chức cái triển lãm, tham dự vào triển lãm thì để nhằm mục đích là đẩy doanh số, thì việc đấy cũng hoàn toàn hết sức bình thường. Và đó là một cái dịp để họ marketing về hình ảnh để đẩy doanh số thôi. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Lam. Bởi vì ngoài cái chuyện ra mắt xe mới ở đó thì cái chuyện mà để mà chăm sóc khách hàng hoặc là tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc thậm chí là bán xe thì nó cũng là cái chuyện dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Trở lại với những cái giải đua xe cũng như là những cái giải bình chọn xe trong năm 2022 thì khá là nhiều trong năm vừa rồi. Trước tiên thì mình nói là những cái giải đua xe, thường thì những cái giải đua xe off-road, đua xe bán tải, xe off-road. Honda thì có cái giải đua xe mô tô VMRC, rồi ngay cả đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng có giải HTV Challenge. Thì anh Lam đánh giá như thế nào về các cái giải đua xe tại Việt Nam? Theo tôi thấy nó còn vẫn còn là quá ít, đúng không ạ, so với các nước khác? Rõ ràng là đua xe là một môn thể thao rất là đặc thù. Thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng vẫn còn chưa, vẫn là một cái môn thể thao rất là mới, gọi là môn motorsport. Thì tất nhiên motorsport thì bao gồm cả là đua xe máy, đua xe ô tô, rất là nhiều kiểu thể loại đua khác nhau. Thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa phải là một cái thị trường mới, nhưng mà đó là những cái môn thể thao mà tôi nghĩ là cũng sẽ rất là nhiều người hứng thú với nó.
Bởi vì rõ ràng thì chúng ta là một cái đất nước có dân số trẻ và rất là đông dân, thì cái việc di chuyển trên đường cần rất là nhiều phương tiện, thì cái việc mà gọi là người ta ham thích một môn đua xe thì là một chuyện hết sức đương nhiên. Thế như chúng ta thấy thì là đối với cả xe máy thì rất là nhiều thanh thiếu niên họ rất là ham thích thể thao tốc độ, thì họ tổ chức đua một cách nó không chính quy, không có sân thì chơi, không có sân chơi, thì đúng rồi, chính xác là cũng không có quá nhiều cái nơi mà có thể tổ chức một cái đua xe mà đúng gọi là hợp pháp, là đúng pháp luật, thì đó cũng là một cái rào cản. Thì nhưng mà tuy nhiên thì người ta vẫn rất là đam mê cái vấn đề đấy, thì dần dần tôi nghĩ là dần dần thì cái bộ môn motorsport cũng sẽ được phát triển nhiều hơn. Thì tất nhiên chúng ta đều hiểu là cái vấn đề tham gia cái bộ môn thể thao này thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều chi phí. Vâng. Thì chúng ta đều biết là đối với cả riêng xe máy thôi, thì tất nhiên bây giờ xe máy thì nó cũng đã trở thành một cái phương tiện rồi, nó không phải là một món tài sản như trước đây, nhưng mà nó cũng vẫn là một cái chi phí đáng kể, đúng không ạ? Đặc biệt là không phải chỉ là chiếc xe bình thường, mà khi mà chúng ta tham gia vào đua xe thì cái xe đấy nó sẽ phải được đặc thù và nâng cấp, có nâng cấp tất cả bộ phận nó phù hợp với cái việc hoạt động trong những cái công suất cường độ cao, thì tất cả chi phí đấy rất là lớn và không thể là một người bình thường, tôi nghĩ là rất là khá là khó để có thể theo đuổi vấn đề đấy, mà cần nhiều sự tài trợ từ những cái công ty khác, công ty về kinh doanh. Tuy nhiên thì nó lại cái câu chuyện là con gà quả trứng, công ty sẽ chỉ tài trợ vân vân khi mà có cái lượng người xem đủ nhiều để họ thấy cảm thấy là đủ xứng đáng với cả số tiền họ bỏ ra để tài trợ. Thì tất nhiên là cái vấn đề đấy thì nó cũng sẽ chúng ta phải giải quyết dần dần, chứ không thể là hy vọng nó có thể là chỉ trong một vài năm là chúng ta có thể đuổi kịp được các nước láng giềng như là Thái Lan, Malaysia, là vốn là những cái nước đã có cái nền thể thao đua xe rất là khá là lâu rồi, thì chúng ta sẽ vẫn còn phải có làm rất là nhiều việc để có thể đuổi kịp các nước bạn. Và theo tôi thấy thì để mà đua xe, đặc biệt là đua xe mô tô thể thao, thì mình cũng cần phải có một cái nơi, một cái địa điểm, một cái trường đua chẳng hạn. Trong khi Việt Nam thì có quá ít trường đua để mà có thể tổ chức những cái giải, để mà tổ chức nhiều giải được. Nó chỉ vỏn vẹn ở Đại Nam, đúng không ạ? Ở Đại Nam, ở Bình Dương. Rất là ít. Thành ra chúng ta cũng có cái trường đua F1, nhưng rất là đáng tiếc thì là chúng ta đã không có cơ hội để tổ chức F1 ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề câu chuyện thì tất nhiên tổ chức một giải đua như vậy thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều chi phí cho ban tổ chức cũng như là cho thành phố Hà Nội, nhưng mà tuy nhiên thì là nó sẽ là một cái cú hích đáng kể cho ngành motorsport. Và rõ ràng là trong những năm vừa qua thì ở phân khúc mô tô, đua xe mô tô thể thao thì Honda họ đã cố gắng làm trong những năm vừa qua, và nó đã dần dần mình thấy được cái sự chuyên nghiệp của nó, và các cái đội đua của Honda Việt Nam đã bước ra ngoài khu vực để mà thi đấu và các giải quốc tế rồi, và như vậy thì đó cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên cái việc này nó cũng cần phải có thời gian cũng như là để mà mở rộng thêm nhiều hơn nữa, phát triển nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Trở lại với các cái giải bình chọn xe của năm, thì như chúng tôi nhiều lần có chia sẻ thì các cái giải bình chọn xe của năm ở các cái nước khác trên thế giới họ làm rất nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chỉ 1-2 năm trở lại đây chúng ta mới bắt đầu làm, và ngay cả bản thân anh Lam ở bên Diễn đàn Ô tô Sài Gòn cũng đã tổ chức đưa cái giải xe của năm 2 năm rồi, đúng không ạ? Thì anh đánh giá như thế nào, và mình có thuận lợi gì hay không, và tương lai mình sẽ có tiếp tục cái giải này hay không ạ? Vâng, thì sau khoảng 2 lần chúng tôi tổ chức chương trình bình chọn xe của năm thì nhận được cái sự hưởng ứng khá là nhiệt liệt của cộng đồng sử dụng xe là ô tô Fun và ô tô Sài Gòn, một ở ngoài trong Nam, một ở ngoài Bắc. Thì tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục cái chương trình này. Tuy nhiên thì tất nhiên là sau một thời gian thì mỗi năm thì chúng tôi đều phải có cố gắng đổi mới và sẽ làm cho chương trình của mình tốt hơn. Đó là một cái áp lực rất là lớn đối với cả hệ thống, các cái ban tổ chức. Có một số những cái câu chuyện thì chúng tôi sẽ phải cố gắng làm sao để đánh giá những cái chiếc xe một cách nó khách quan hơn và được nhiều người đánh giá hơn. Hiện giờ thì cái việc đấy nó vẫn còn khá là giới hạn. Thì tôi nghĩ là những cái vấn đề đấy là vấn đề mà
không chỉ là chương trình Xe của Năm mà các chương trình bình chọn khác cũng gặp phải. Thì tuy nhiên thì nó cũng thể hiện được là cái sự yêu thích của người dùng, của đối tượng, những người sử dụng xe đối với cả các cái xe được bình chọn. Như chúng ta, tôi đã có một số lần chia sẻ với các anh tài trưởng thì là chiếc xe bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam chưa chắc đã là chiếc xe tốt nhất và cũng chưa chắc là phải là xe yêu thích nhất. Thì khi mà có một những cái cuộc bình chọn như vậy thì nó thể hiện được cái sức mạnh của thương hiệu đối với cả trong thị trường. Thì đấy thì có, nó là một cái lý do mà chúng tôi vẫn muốn tiếp tục tổ chức. Nhưng tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn khi mà để làm sao để có thể là thể hiện được với cả thứ nhất là người tiêu dùng, thứ hai là các cái hãng xe, để cho mọi người, tất cả mọi người thấy là chương trình của Xe của Năm của chúng tôi là một chương trình được tổ chức một cách công bằng, minh bạch và khách quan, là đánh giá không bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố tác động. Làm sao để cho nó khách quan hơn, đúng không ạ? Và cái sự lan tỏa đến người tiêu dùng, làm sao để họ biết được cái chương trình này và để họ đánh giá bằng cái đánh giá của chính bản thân họ đối với chiếc xe mà họ đang sử dụng hoặc là chiếc xe mà họ yêu thích. Và nó cũng là một cái kênh tham chiếu cho các hãng xe để họ biết được cái tâm lý khách hàng như thế nào, nhu cầu của khách hàng như thế nào, sử dụng xe và khách hàng đòi hỏi những gì ở một chiếc xe, thì các hãng họ sẽ điều chỉnh cũng như là họ sẽ ra mắt những cái mẫu xe phù hợp và tốt nhất cho khách hàng. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn những cái chia sẻ thú vị vừa rồi của anh Ngô Kỳ Lam. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục câu chuyện này trong chuyên mục Thời sự xe tuần sau. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm cũ âm lịch Nhâm Dần 2022 để bước sang năm mới Quý Mão 2023. Dịp này, chương trình Xe và Xu hướng đã nhận được nhiều lời chúc mừng năm mới và những chia sẻ từ các hãng xe tại Việt Nam. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Tổng Giám đốc Ford Việt Nam và Tổng Giám đốc MG Việt Nam về những kết quả đã đạt được của các hãng xe này trong năm 2022, cũng như những lời chúc mừng năm mới dành cho quý khán giả của chương trình Xe và Xu hướng. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hello. Thân chào các quý khán giả của chương trình Xe và Xu hướng. Tôi là Rujit Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam. Năm 2022 là một năm tuyệt vời đáng tự hào của Ford Việt Nam. Một năm với rất nhiều thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những thách thức đó và đạt được doanh số cao kỷ lục sau 27 năm hoạt động tại Việt Nam. Trong năm vừa qua, lần đầu tiên Ford đã giới thiệu ra thị trường 5 sản phẩm mới, mở đầu với xe thương mại Ford Transit, xe SUV cỡ lớn Ford Explorer hoàn toàn mới, tiếp đó là các sản phẩm thế hệ mới bao gồm Ford Everest, Ford Ranger và Ford Territory. Tất cả các sản phẩm đều nhận được những phản hồi vô cùng tích cực đến từ khách hàng. Minh chứng là có đến 4 trên 5 sản phẩm của Ford dẫn đầu phân khúc tương ứng và trong nhiều tháng nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam, thậm chí có thời điểm đứng đầu danh sách này. Ford đã và đang tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi đã cho ra mắt những sáng kiến để chủ sở hữu xe Ford có một trải nghiệm ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, ứng dụng Ford Pass cho phép khách hàng kết nối từ xa với chiếc xe của mình, từ đó theo dõi và điều khiển chiếc xe của mình thông qua ứng dụng Ford Pass trên thiết bị thông minh. Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều công dụng hữu ích trên phần mềm này. Remotely operate his vehicle, and in time to come, we plan to bring in more initiatives. Cũng trong năm qua, nhà máy Ford Hải Dương đã hoàn thành gói đầu tư mở rộng, đồng thời kỷ niệm 25 năm đi vào hoạt động. Dây chuyền sản xuất tại đây đã bắt đầu làm việc 2 ca một ngày từ tháng 7 và Ford đã tuyển thêm 600 nhân viên, nâng tổng số nhân sự của nhà máy Hải Dương lên khoảng 1.200 người. 2023 is going to be one another exciting year for us. Năm 2023 sẽ là một năm thú vị đối với Ford Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch Ford Plus và mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ họ mong muốn. Ford luôn đối xử với khách hàng như gia đình và đặt khách hàng làm trọng tâm để bảo đảm rằng họ hài lòng với những gì Ford mang lại.
customer at our core and center of everything we do to make sure that the customer gets what they want from Ford. Vì vậy, tôi rất mong đợi trong năm 2023, chúng tôi sẽ có nhiều sáng kiến không chỉ nâng cao trải nghiệm mua hàng mà còn xuyên suốt quá trình sở hữu sản phẩm đó. As the Lunar New Year is approaching, nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần và tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến các quý khán giả và người thân trong gia đình. Chúc mọi người có một năm Quý Mão 2023 thành công, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào quý vị. Năm 2022 là một năm đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong xu hướng tích cực của thị trường, MG Việt Nam cũng cho thấy sự phát triển không ngừng của mình. Bên cạnh sản phẩm được đón nhận bởi khách hàng trong thời gian qua là MG ZS, tháng 3 năm 2022, chúng tôi ra mắt chiếc MG 5 Lux và 3 tháng sau, chúng tôi giới thiệu ra thị trường phiên bản STD của MG 5. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực của MG Việt Nam trong năm 2022, với thiết kế thể thao, mang đậm phong cách coupe, kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chiếc xe đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng, với ấn tượng đến từ vẻ ngoài thời trang, hứng khởi trong vận hành. Đồng thời, MG Việt Nam cũng đã có lần đầu tiên tham dự Việt Nam Motor Show, triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam. Tại sự kiện đặc biệt này, ngoài những mẫu xe đã tạo được dấu ấn với khách hàng trong 2 năm vừa qua là MG ZS và MG 5, MG Việt Nam lần đầu tiên mang tới hai mẫu xe điện là MG Marvel R và MG 4 hoàn toàn mới. Đây đều là những mẫu xe được trang bị những công nghệ hiện đại nhất mà MG toàn cầu đang phát triển trên hành trình kiến tạo tương lai, hứa hẹn sẽ được ra mắt ở Việt Nam trong tương lai gần. Bên cạnh những sản phẩm chất lượng và công nghệ hiện đại, MG Việt Nam luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất như hệ thống hơn 32 đại lý trên toàn quốc, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, cơ sở vật chất hiện đại, cùng chính sách hậu mãi tốt hàng đầu thị trường với 5 năm bảo hành, không giới hạn số km và chương trình MG Care 5 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7. Trong thời gian tới, MG sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để đưa đến thị trường Việt Nam những phương tiện với công nghệ hiện đại, giúp cuộc sống trở nên tiện ích và thú vị hơn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành sự tin tưởng, ủng hộ cho MG trong thời gian vừa qua. Nhân dịp năm mới Quý Mão, thay mặt cho MG Việt Nam, chúc quý khách có một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi. Cảm ơn MG Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý khán giả và gia đình có những ngày đón Tết thật đầm ấm, vui tươi và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.